Hello, xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đến với Testing for Everyone trong bài học tiếp theo trong chuỗi những video clip hướng dẫn về API Testing. Và chúng ta đang làm việc với Postman. Trong những bài trước mình có hướng dẫn cho các bạn có thể trigger Postman thông qua manually, rồi schedule, rồi Postman Sally. Và trong bài này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn có thể run một cái Postman collection, export nó một cái collection ra và các export cái environment ra của một cái project ra, sau đó mình sẽ run với Newman ha. Thì các bạn có thể hiểu Newman là gì. Newman đó là một cái tool mà hỗ trợ cho chúng ta run command line để run các cái collection. Thật ra thì phần mà Newman này nó có trước khi mà bên phía Postman hỗ trợ cái phần Postman CLI. Ok, bây giờ mình sẽ coi cái cách mà chúng ta có thể sử dụng Newman để có thể trigger run một cái collection ha. Công việc đầu tiên đối với chúng ta để run một cái collection đó là các bạn sẽ cần phải export cái collection và của các bạn ra và mua. Nếu mà cái collection của bạn nó working với một cái môi trường thì các bạn cũng sẽ nhiệm vụ của các bạn cũng sẽ cần phải là export cái phần collection đó ra ha. Thì đầu tiên mình sẽ export thông qua cái cách là chúng ta sẽ chọn vô phần collection, sau đó chọn vô export. Các bạn sẽ export cái collection theo version, thì thường thì mình sẽ sử dụng cái version mới nhất, đó là collection version 2.1. Ok, mình sẽ export nó ra và mình lưu trữ nó vô cái phần testing for everyone ha. Ok, rồi tiếp theo đó là mình sẽ cần phải export và mình muốn run cái collection này của mình với cái môi trường là local của mình, nên rồi mình sẽ chọn cái môi trường local và mình chọn export, và mình sẽ chọn cái phần export là local environment của mình ở đây. Thì khi mà mình muốn run thì với Newman thì chắc chắn đầu tiên các bạn sẽ cần phải có Newman trên máy tính của bạn. Thì các bạn có hai cái cách, đó là các bạn đầu tiên các bạn install cái phần npm. Để install npm thì các bạn chọn vô npm install, thì nó cũng sẽ có những cái phiên bản của Node.js cho từng máy tính khác nhau, mà máy tính là Windows hay là máy tính. Các bạn chọn vô là Node.js download. Sorry, các bạn. Download file. Thì ở đây bên phía Node.js nó có tùy theo cái máy tính của chúng ta là macOS hay là Windows, thì các bạn download tương ứng và follow theo hướng dẫn của Node.js để có thể install Node.js trên máy tính của bạn. Sau đó là các bạn install Newman thông qua là npm install -g Newman, thì các bạn sẽ có Newman command ở trên command line của chúng ta hay trên cái máy tính của chúng ta, hoặc là máy tính máy Mac mà có homebrew thì chúng ta có thể install của homebrew nhanh bằng cách là brew install Newman. Khi mà có Newman rồi, các bạn kiểm tra là có chắc chắn có hay chưa, thì các bạn vô phần command line, các bạn đánh vô chữ là Newman mà thấy nó trả về như thế này có nghĩa là đã có Newman. Hay có thêm cái parameter là --version thì nó sẽ ra version Newman trên máy tính. Ở đây mình đã install rồi. Ok, bây giờ cái câu chuyện là mình đã export nó vô trong cái folder là testing, cái folder của mình. Thì mình sẽ cần phải navigate đến cái folder của mình. Mình sẽ kiểm tra xem cái folder của mình nó đang để ở đâu. Đây là nơi mình chứa hai cái collection của mình, cái collection của mình và cái environment của mình. Thành thử là cái câu chuyện của mình là mình sẽ cần phải access, mình cũng không nhớ chính xác là cái locator nó nằm ở đâu rồi, trình document mình personal. Ok, bây giờ mình sẽ navigate cái command line của nó, tại vì mình run bằng command line mà. Ok, mình sẽ access the document personal rồi testing với everyone. Ok, các bạn sẽ list ra thì nó sẽ có cái file này. Ok, cái câu chuyện nó run khá khác với Postman CLI là các bạn sẽ cần phải login cái account của các bạn, rồi các bạn có cái cặp key để login với cái account, rồi mỗi cái cặp key thì run với CLI thì cái phần collection nó có cái collection ID và environment ID truyền vô là run thôi. Còn bên phía Newman thì các bạn phải extract cái Postman dưới dạng JSON file, và trong cái command các bạn cũng sẽ run nó thông qua cái file đó. Thì cái câu lệnh là Newman run đơn giản thôi, các bạn sẽ chọn là Newman run, chọn cái file collection của chúng ta. Collection của chúng ta nó là cái gì? Cái đâu rồi, cái đây nó chính là invite cái project
Postman này, cái file này, và environment của chúng ta run nó là local nên là chúng ta enter, thì các bạn sẽ thấy là cái bài test nó sẽ trigger, nó giống cái value và cái result nó trả về, nó giống những gì mà chúng ta run với CLI đó. Cái cách là chúng ta run với Newman là như vậy. Ngoài ra thì Newman này nó có khác kịch, cũng giống như cái cách mà mình để sẽ giải thích cho các bạn khi mà ứng dụng vô trong dự án thực tế, khi mà trong CI/CD đó, CI deploy xong thì cái CI test nó cũng sẽ trigger, và CI test nó có thể sử dụng bằng Postman CLI hoặc là Newman. Các bạn sẽ thấy đây những cái tool CI như Jenkins và Genesis CI nó có thể work với Newman. Ngoài ra thì cái test của bạn có thể chọn để được deploy trên Docker, thì có thể là các bạn xài Newman với Docker, thì những cái phần này là những cái phần mà gọi là advanced hoặc là phần gọi là specific cho một số dự án cần, nên là mình sẽ không có specific riêng. Nhưng mà trong cái concept là các bạn sẽ thấy là Postman CLI hoặc là Newman đều hỗ trợ để integrate vô trong cái bài test của bạn trong cái model CI/CD Continuous Testing ha. Ok, như vậy là mình sẽ dừng cái video clip này ở đây. Mình vừa hướng dẫn cho các bạn hiểu về concept để có thể run cái Postman Collection. Đối với Postman Collection thì các bạn phải extract cái Postman Collection với Newman á, thì các bạn sẽ cần phải extract cái collection của bạn ra dưới dạng JSON file, và run với môi trường nào thì các bạn sẽ phải extract cái môi trường đó ra một cái file JSON. Nhiệm vụ của các bạn tiếp theo là dùng Newman Collection để chỉ đường dẫn vô cái file JSON của các bạn, cũng như là môi trường tương ứng. Còn đối với Postman CLI thì các bạn có thể login cái Postman CLI thông qua cái cặp key, và cái phần collection và phần environment thì nó sẽ là dựa qua cái ID. Ok, video clip này mình sẽ dừng ở đây. Hy vọng là nó đem lại hữu ích và các bạn có thể hiểu cái concept về cách mà sử dụng Newman để trigger run cái bài test của bạn trên tool Postman. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip tiếp theo. Đừng quên nhấn like cũng như subscribe để như một sự ủng hộ nho nhỏ dành cho mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người.